mệnh danh là đảo ngọc, Phú Quốc không những hội tụ mọi vẻ đẹp và sức sống của một thiên đường đảo nhiệt đới, mà còn là một đặc khu kinh tế đầy sôi động, mà nổi tiếng nhất là ngành du lịch nghỉ dưỡng. Tọa lạc ngay trên trục đại lộ chính xuyên đảo, Vịnh Đầm chỉ cách sân bay Phú Quốc khoảng 15 phút và là một trong những điểm đến thu hút nhất của đảo Ngọc. Như một xứ sở thần tiên nguyên sơ và quyến rũ, Vịnh Đầm được bao quanh bởi nhiều đồi cao xanh mướt mang nét riêng tư biệt lập. Cách đó không xa là chùa Hộ Quốc nổi tiếng với địa thế phong thủy được xem là hoàn hảo. Vịnh Đầm còn là nơi hiếm hoi trên đảo hướng về phía đông để đón bình minh, một cảnh quan đầy thi vị, yên bình và lãng mạn. Vịnh Đầm cũng sở hữu một hệ sinh thái rất đặc biệt, với vùng mặt nước trong xanh, bãi cát trắng mịn, gành đá và những rặng san hô sặc sỡ. Cùng với sự chuyển mình của đảo Ngọc, Vịnh Đầm chính là một vùng đất mới đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ thu hút và chinh phục bất cứ ai được đặt chân đến nơi đây. TTC Land may mắn được sở hữu và phát triển một khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp trên vùng vịnh hiếm có này. Và dự án Ocean Lotus Island sẽ là một điểm đến nổi bật của Phú Quốc. Ocean Lotus Island bao gồm các khách sạn, resort 4 và 5 sao, trung tâm giải trí và làng nghề thương mại. Để mang đến chất lượng hoàn hảo nhất, TTC Land đã mời các chuyên gia thiết kế hàng đầu thế giới tham gia đội ngũ phát triển dự án. Sobana Singapore là nhà thiết kế quy hoạch tổng quan dự án. Với góc nhìn của chuyên gia hàng đầu, các khu thành phần tại Ocean Lotus Island được quy hoạch hài hòa mà vẫn đảm bảo được ưu thế rất riêng. Để đạt đến chuẩn mực đẳng cấp, các khu thành phần của Ocean Lotus Island còn được đơn vị Southland Development Hoa Kỳ thiết kế chi tiết. Khu căn hộ nghỉ dưỡng sở hữu tầm nhìn tuyệt vời nhất hướng toàn cảnh ra vịnh biển. Khu phố thương mại dịch vụ Beach Town kết hợp với Condotel có đầy đủ các dịch vụ vui chơi giải trí ven biển. Với vị trí ở trung tâm dự án, khu khách sạn 5 sao được thiết kế có quy mô quốc tế và những tiện ích vượt trội. Ocean Lotus Island với các khu resort 4 và 5 sao là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp được đánh giá sẽ thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế. Khu quà lưu niệm được tổ chức như một làng nghề truyền thống độc đáo, giới thiệu cho du khách các sản vật đặc trưng của đảo Ngọc Phú Quốc. Dành cho các chủ nhân đẳng cấp là khu Luxury Villa với số lượng giới hạn, có phong thủy ỷ sơn hướng hải và biệt lập. Đây là khu biệt thự siêu sang được Kume Design Nhật Bản thiết kế theo phong cách nhiệt đới hiện đại vô cùng ấn tượng. Và đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện các biệt thự nghỉ dưỡng có vị thế đắc địa ba mặt hướng biển, tọa lạc trên đảo nổi hình hoa sen vô cùng độc đáo. Đây chính là đảo nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, là biểu tượng của Ocean Lotus Island và cũng là dấu ấn sáng tạo đỉnh cao của nhà tư vấn đến từ Hà Lan Royal Haskoning. Nổi danh với kết cấu đảo cọ Dubai, biểu tượng cho sức mạnh nhân tạo đầy kỳ diệu. Với địa thế độc đáo, phong cách đẳng cấp và được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu, Ocean Lotus Island chính là cơ hội đầu tư hiếm có và tuyệt vời. Ocean Lotus Island, kiệt tác sen của biển.